Toyota Innova 2017 anh chị. Đợt này Quân ưu tiên mua dòng xe Toyota, nên là anh chị có xe thì Quân sẽ mua giá cực kỳ tốt nha. Trước mắt chúng ta là chiếc xe Innova 2017 màu bạc sẵn biển Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Xe chạy 77.000 km chuẩn Odo, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Ba vấn đề này thì Quân mua đã kiểm tra rất là tỉ mỉ rồi, anh chị hoàn toàn yên tâm nha. Xe thì sẵn biển Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Xe mang biển số 50LD, xe công ty nha, xe công ty có yếu tố nước ngoài nên là để là 50LD. Chất xe này anh chị, xe công ty toàn chở chuyên gia nên là đi rất là giữ rất là kỹ ha, chở các xếp thôi. Đó anh chị nhìn này, chuẩn Odo 77.000 km này, vô lăng này, nhám nguyên luôn anh chị ha. Xe cực kỳ đẹp luôn anh chị. Xe này lâu lâu mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy anh chị. Nhìn chất xe rất là sáng luôn anh chị ha, nhìn là mới tinh luôn này. Đó, chuẩn Odo ha, hộp số tự động nha, 2017. Đó, rất là đẹp này anh chị. Chất xe rất là sáng ha, táp ly, táp lô nhìn rất là đẹp nha. Anh chị nào mà quan tâm một chiếc xe số tự động của Innova, lâu lâu bên Quân mới mua được một chiếc như vậy á, thì anh chị cứ có xe hoặc là muốn đổi xe thì cứ alo cho Quân. Toyota thì Quân sẽ ưu tiên mua. Đây này anh chị, tất cả những đường keo chỉ, tất cả mọi thứ còn nguyên bản hết anh chị ha. Bên Quân mua kiểm tra rất là tỉ mỉ rồi, anh chị hoàn toàn yên tâm này. Phía sau có một cái khay ở đây, đó, vừa để nước, vừa để đọc sách hay là trình ký để đây đều được hết nha anh chị. Một cái bàn ăn nhỏ nhỏ, xi nhan, tất cả mọi thứ còn rất là đẹp nha. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn về gầm này anh chị. Đây này, rất là đẹp ha. Xe thì chuẩn km Odo hết nha. Chúng ta nhìn cái bánh này anh chị, 77.000 cây, còn khá tốt nha. Đó, bên Quân kiểm tra rất là kỹ rồi thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Chất xe công ty chở chuyên gia thì người ta cũng giữ rất là kỹ nha anh chị. Cơ bản đi thì rất là an toàn rồi. Chở chuyên gia thì không thể nào đi nhanh, đi ẩu được. Tất cả mọi thứ còn nguyên bản hết nha anh chị. Đợt này thì bên Quân ưu tiên mua dòng Toyota. Anh chị có xe thì cứ alo ngay cho bên Quân. Quân mua xe khá hợp lý, khá tốt nha, giá tốt nhất thị trường luôn đó anh chị. Tất cả mọi thứ đều bên Quân đã kiểm tra hết rồi, không tai nạn, không đâm đụng, không hạ động cơ nha. Chúng ta nhìn mấy cái xương ở đây đều còn nguyên hết, ốc, keo chỉ, cốp, mọi thứ đều còn nguyên bản hết nha anh chị. Bên Quân đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Lên sàn Simili này khá là sạch sẽ nha anh chị. Ghế da sẵn rồi đây anh chị, rất là đẹp ha. Gầm rất là sáng luôn nha. Bánh xe cua thì hạ rồi. Bánh xe cua 2017 tới thời điểm này thì hạ là cũng hợp lý ha. Xe mua tại Toyota Hiroshima Tân Cảng anh chị. Rất là đẹp luôn anh chị. Anh chị nào mà quan tâm mẫu xe số tự động, tài chính khoảng nhỉnh 500 thôi, con này 535 triệu thôi là có ngay một chiếc xe số tự động ha. Innova thì bền bỉ, tiết kiệm, siêu tiết kiệm luôn, lành tính. Xe đi không sợ hư, không hư vặt gì hết nha, anh chị hoàn toàn yên tâm. Đó, phía sau lưng người Quân có cả Innova số sàn này. Còn phía sau màu trắng là 2019 nha. Ở bên này có Camry này, con Camry này mới về ha, 2.5Q. Đó, khá là nhiều. Innova bên kia cũng 2019 mà số tự động luôn. Khá là nhiều xe ha. 7 chỗ, 5 chỗ, gầm cao, gầm thấp, rồi Peugeot đầy đủ có hết nha anh chị. Anh chị quan tâm mẫu xe nào cứ inbox Quân gửi hình qua Zalo cho anh chị nha.